Có 3 trường hợp được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2014. Theo đó, trường hợp thứ nhất là người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa, nếu đáp ứng các điều kiện được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên, có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp thứ hai là người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, nếu đáp ứng các điều kiện được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên, có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp thứ ba là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 3, nghị định số 28, 2012 NDCP, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Những trường hợp này phải đáp ứng các điều kiện sau đây đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung, học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2, điều 12, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung. Được hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học phổ thông, có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 điều 12 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp